Xin mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu hỏi là khi một người phụ nữ gặp một người đàn ông, đặc biệt là lần đầu tiên, thì có gì khác với lần đầu tiên một người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ hay không? Theo mình thì không có nhiều sự khác biệt, bởi vì ở cái nhìn đầu tiên thì cả phụ nữ và đàn ông đều không dám nhìn lâu. Sự khác biệt nếu có, đó là ở vị trí mà phụ nữ thích nhìn trên cơ thể đàn ông và ngược lại. Việc phụ nữ nhìn đàn ông nhằm mục đích có càng nhiều thông tin càng tốt. Vậy phụ nữ nhìn vào đâu của đàn ông có được những thông tin mà mình muốn? Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những vị trí mà phụ nữ thích quan sát nhất trên cơ thể người đàn ông, đặc biệt là trong lần gặp mặt đầu tiên các bạn nhé. Trong lần đầu tiên, phụ nữ nhìn đàn ông theo một thứ tự nhất định và mỗi thứ tự đó lại thể hiện những ý nghĩa khác nhau. Vị trí đầu tiên mà phụ nữ thích nhìn đó là nét mặt của người đàn ông. Trong bất kỳ cuộc gặp mặt nào, ở vị trí đầu tiên mà phụ nữ nhìn người đàn ông chính là khuôn mặt. Khả năng nhạy cảm của phụ nữ khiến họ gần như lập tức đưa ra quyết định rằng cô ấy luôn có ấn tượng tốt với những anh chàng đẹp trai. Chính vì vậy, đó cũng là lý do khiến những người đàn ông đẹp trai có chỉ số ngoại tình khá cao. Phụ nữ nhìn mặt đàn ông không chỉ là xem anh ta có đẹp trai hay không, mà còn có một mục đích khác, đó là tìm kiếm sự an toàn. Ở đàn ông, ở khuôn mặt luôn toát ra một cái điều gì đó đáng tin hoặc không đáng tin mà phụ nữ nghĩ rằng họ sẽ đánh giá chính xác. Do vậy, ở những thanh niên đẹp trai, nhưng nếu muốn phụ nữ thích bạn thì phải có một khuôn mặt an toàn. Mọi người hay nói với nhau rằng trông cái mặt anh ta sợ khanh lắm. Đấy là một khuôn mặt không an toàn đấy các bạn ạ. Phần thứ hai mà phụ nữ thích nhìn ở đàn ông đó là toàn bộ vóc dáng của anh ta. Một người đàn ông có khuôn mặt đẹp thôi chưa đủ mà còn phải có cả dáng người chuẩn. Một người đàn ông có thân hình đẫy đà, bụng phệ thì phụ nữ không mấy mặn mà. Tất nhiên, đây chỉ là tiêu chuẩn cơ bản thôi, đúng không ạ? Chẳng hạn một số đại gia bụng phệ với những quan chức giàu có thì bụng to cỡ nào thì mỹ nhân vẫn lao vào, đuổi không hết. Phụ nữ thích đàn ông có vóc dáng đẹp. Điều này cho thấy bản chất của phụ nữ cũng là thích cái đẹp. Thích một người đàn ông mạnh mẽ là biểu hiện của thuộc tính tự nhiên. Tại sao các loài linh trưởng có thể giao phối với nhiều con cái hơn và có nhiều con cái vây quanh hơn? Đó là vì sự mạnh mẽ của cơ thể. Nhưng nó cũng giải thích cho một sự thật là những người phụ nữ chú ý nhiều đến cơ thể đàn ông, thực ra trong tiềm thức của họ có sẵn một chút ham muốn. Những phụ nữ như vậy có ý thức giới tính mạnh mẽ và khả năng lên giường với đàn ông khác là khá cao. Ý mình đang nói đến những phụ nữ thích vóc dáng đàn ông thì họ có ham muốn cao và khao khát chuyện ấy cao hơn người bình thường khác. Phần thứ ba mà phụ nữ thích quan sát ở đàn ông là mũi của họ. Người ta có câu nói rằng đàn ông mũi to là người đã tình. Người ta cũng nói rằng mũi của một người đàn ông có liên quan đến cơ quan sinh sản. Nói cách khác, độ thẳng của mũi có liên quan đến độ dài của bộ phận sinh dục của đàn ông. Khi nhìn thấy một người đàn ông có chiếc mũi to, dài, người ta sẽ liên tưởng đến người đàn ông này có khả năng tình dục mạnh mẽ. Phụ nữ thích nhìn mũi đàn ông là những người tương đối đa tình và là người khá có kinh nghiệm. Như vậy, có sự khác biệt khi đàn ông nhìn mũi phụ nữ.
Vì sao phụ nữ lại phải đi sửa mũi? Không phải là để đàn ông nhìn, mà là để cân đối và hài hòa khuôn mặt của phụ nữ. Nhưng trong trường hợp phụ nữ nhìn mũi của đàn ông thì liên quan đến chuyện khác. Không phải là phụ nữ nào cũng thích nhìn mũi đàn ông, mà chỉ những phụ nữ si tình, có kinh nghiệm và trong tiềm thức của họ thích đàn ông có năng lực tình dục mạnh mẽ. Ngoài ra, việc nhìn mũi đàn ông có thể đoán được tài vận của người đàn ông này trong tương lai hoặc là ở hiện tại. Bởi vì về nhân tướng học thì mũi là bộ phận phản ánh cung tơ lụa giàu có. Thông thường, người đàn ông có mũi càng to sẽ càng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và có nhiều tiền tài. Bởi vậy, phụ nữ chú ý quan sát mũi của đàn ông cũng có nhiều lý do, đúng không ạ? Bộ phận thứ tư mà phụ nữ thích nhìn đó là vùng kín của đàn ông. Bản tính nhút nhát hay e thẹn của phụ nữ khiến cho đàn ông nghĩ rằng họ không để ý quá nhiều đến vùng kín của đàn ông. Nhưng không phải là họ không chú ý đâu các bạn ạ. Đàn ông và phụ nữ thực ra đều giống nhau. Khi chưa kết hôn đều quan tâm đến cấu tạo cơ thể của người khác phái. Sau khi kết hôn, tuy không quá tò mò, nhưng họ vẫn quan tâm đến những bộ phận cụ thể trên cơ thể đàn ông ngoài người chồng mình hay vợ của mình. Đối với phụ nữ, điều này có một mặt sinh học mạnh mẽ của phụ nữ, đó là họ luôn thích người đàn ông mạnh mẽ về mặt sinh lý. Như vậy, nếu người đàn ông có bộ phận này càng lớn thì phụ nữ càng thích nhìn. Mình khẳng định lại là phụ nữ cũng rất thích nhìn vùng kín của đàn ông. Nhưng do bản tính của họ nên nó không thể hiện quá rõ ràng ham muốn này các bạn nhé. Bộ phận thứ 5 mà phụ nữ thích nhìn đó là cơ ngực của đàn ông. Phụ nữ chú ý đến cơ ngực của đàn ông cũng giống như đàn ông thường chú ý đến bộ ngực của phụ nữ. Và họ thích có những cái đặc điểm giới tính nổi bật hơn. Người ta nói rằng phụ nữ thích cơ ngực của đàn ông bởi vì họ thích một người đàn ông khỏe mạnh. Trên thực tế, người đàn ông có cơ ngực phát triển thường là những người có sức bền dẻo dai. Điều này cũng tương ứng với khả năng tình dục mạnh mẽ và thuộc đàn ông có sinh lý tốt. Thứ hai, một người đàn ông có cơ ngực nở nang cũng khiến cho phụ nữ cảm thấy an toàn. Dù là phụ nữ khi yêu hay phụ nữ sau khi kết hôn thì đều thèm có cảm giác an toàn trong lòng. Họ cần sự che chở của người đàn ông. Những người đàn ông có cơ ngực được tưởng tượng như những vệ sĩ có thể mang lại sự an toàn cho người phụ nữ. Quý vị và các bạn thân mến, tất nhiên không phải là tất cả phụ nữ đều thích nhìn người đàn ông theo thứ tự các bộ phận mà họ thích. Và qua đây các bạn cũng biết rằng không phải chỉ có đàn ông mới bàn đến cơ thể phụ nữ, mà phụ nữ cũng như vậy. Nhưng có một điều là dù phụ nữ thích đàn ông mạnh mẽ, nhưng họ lại không thích những người đàn ông có cơ bắp quá lớn. Điều này sẽ khiến hầu hết phụ nữ cảm thấy khó chịu. Thường thì trong mắt phụ nữ, những người đàn ông có cơ bắp trung bình hoặc đường nét khỏe khoắn là những người đàn ông hấp dẫn nhất. Video ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những nội dung tiếp theo.